Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến với bác mẫu xe đạp địa hình Gian Vincon X, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng vành bánh 27,5 inch, bộ chuyển động của xe là Shimano Alivio, nước sơn tông màu đỏ rất đẹp các bác nhá, phối đỏ đen, khung gióng rất là đẹp, vành bánh là 27,5 inch, dây dợ là toàn bộ được chạy âm sườn này. Nước sơn này thì còn rất là đẹp, màu sắc lên rất là bóng và hầu như là rất là ít vết xước ở trên khung. Gọng nước này cũng zin luôn theo xe này, thương hiệu Gian, bộ đồ là Vincon X, một cái thương hiệu xe mà đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, kể cả những người mà mới tiếp cận xe đạp thì cũng chắc chắn là không thể không biết cái thương hiệu này. Thương hiệu rất là nổi tiếng trong vòng trên thị trường xe đạp. Sử dụng vành bánh 27,5 inch các bác nhé. Đây, vành này là zin theo xe này. Quả lốp này là 2.10, 2.5, 2.10. Mayer thì cũng nguyên bản theo xe luôn. Bộ chuyển động của xe là bộ Shimano Alivio các bác nhé. Alivio với 9 tầng nít và gạt đĩa trên này là Shimano Antut. Gạt đĩa Antut với 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đi đến phần ghi đông xe thì xe được sử dụng bộ ghi đông cong, tay ghi đông cong và bộ tay bấm xả của xe là được sử dụng là Shimano Aceza với 9 speed này. Ở bên này 3 tương ứng với 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ này. Phanh của xe là cụm phanh dầu các bác nhé. Đấy, phanh dầu của Shimano. Cái cấu hình này cũng cực kỳ là ngon rồi. Giảm sóc dầu thủy lực, giảm sóc này cũng là nguyên zin theo xe luôn. Vành trước kia, vành sau thì cũng như nhau thôi, cũng là nguyên zin hết cả lốp này. Mày ư, mình sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Đây các bác thì size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên, tâm trục đạp đến khóa yên là 37 cm, 38 cm, khóa yên với tâm cụ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này có cái size đấy, cái phần nhỏ xe đứng 43, xe 55, nó sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m55 đến 1m65 các bác nhé, thì phù hợp. Chuyển động này rất là mượt, xe thì nó có giá bán bên em là 8.900.000 bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.